khi người ta trẻ, chuyện nhắn Phan Thị Vàng Anh. Dẫu cô tôi vào khoảng tháng 6 âm lịch, tôi không nhớ rõ ngày, chỉ biết trong cái tháng âm ấy, vào gần những ngày tang tức ấy, bà tôi như một người khác lờ đờ, ức ức lẫn lộn. Cô tự tử bằng thuốc ngủ, không ai cứu được vì cô là sinh viên y và lại đọc tiểu thuyết, nên cô dùng thuốc với liều chết thật chắc chắn, bà tôi bảo với mẹ. Để con Hoàng về với bà. Mẹ tôi không vui nhưng biết sao, công việc hàng ngày của tôi là đi học, đi chợ, làm vài việc vặt, bà tôi nấu ăn, nồi gà, tứ phong lan và gắng sức chữa sao cho cả ngày dài lúc nào gương cũng lập lìa trên bàn thờ. Cô là một người đầy mâu thuẫn, ngông nghênh mà lại sợ dư luận, ăn nói ác độc, kiêu căng mà lại rất tự ti, chơi rất nhiều mà học cũng rất nhiều. Cô nhiều bạn nhưng chỉ thích tiếp bạn ở ngoài quán cà phê, là một người không bao giờ làm được việc gì đến nơi đến chốn, trong ngăn kéo còn lại vô số những bản tự cam kết. Sẽ không, nếu không, trong tủ đầy những mảnh vải thư cắt dở dang, những cuốn tiểu thuyết gập gốc ở những trang gần cuối, thích đấy rồi chán đấy, cô làm hối kẻ điên tiết. Rồi cô cũng dừng chân lại, người cô yêu, hơn là người yêu cô cả tính lẫn dáng vẻ đều còn rất trẻ con, tôi gọi Vĩ bằng thằng vì nó bằng tuổi tôi. Nghĩa là thua cô 2 tuổi, sau lưng cô cũng gọi bằng thằng, thằng Vĩ, hẹn, nói không đến, cô chửi. Nó đến, cô lại ngõn ngẽn đi chơi, không hề dám giận, 11 giờ đêm cô về, có bữa vui vẻ kể đủ chuyện, có bữa lặng lẽ lên giường ngủ thẳng. Coi chừng. Ba tôi chỉ cười. Nói thì nó làm ngược lại, thôi kệ. Kệ, cô tôi vẫn đi đi về về cùng Vĩ dù đàn anh công tử Bạc Liêu này đã có một kẻ già nhân ngãi non vợ chồng dưới Long Xuyên. Hàng tháng, từ Sài Gòn, anh chàng phóng như bay trên cái xe đẹp nhất trường về tỉnh, mặc kệ điểm danh thực tập, mặc kệ những buổi học giảng đường, mặc kệ cô tôi ở lại trơ trơ pháo pháo, giam bữa sau anh chàng lên với tiền đầy túi không trả từ đâu với những bộ quần áo thực mua điên, cô hỏi. Về làm gì? Hết tiền. Có gặp Ngân không, vui không? Không, chán rồi, nó cà trớn lắm. Cô tôi tự lừa mình mà vui được ít ngày, để rồi sau đó tự an ủi, nó nói thật là còn yêu. Khi Vĩ nhịn không được, liền kể cho cô về một căn nhà ở dưới đó, trong một đường hẻm có bán cơm tắm thật ngon, Ngân và Vĩ nằm dài tán dốc. Mệt lắm, chẳng muốn tí nào. Cái câu than thở này thật chẳng thích hợp tí nào với khuôn mặt rạng rỡ của Vĩ. Mẹ tôi hỏi, sao em lại có thể chịu đựng được cảnh một gà hai bề thế hả Xuyên? Cô ngồi băm thịt như chém vào mặt thớt, cười nhạt. Nó có phải là trộm em đâu, chơi cho vui vậy thôi, đi với ai cũng được, ngủ với ai cũng được, em không quan tâm. Mẹ tôi lý nhí. Đừng có đùa em, rồi khó dứt ra lắm. Khó dứt thật, cô tôi ngày ấy thật khó trở lại với những quán cà phê kim tốn, với những buổi đi chơi chay ít xu. Thế giới sách vở của cô thu bé tí, cô làm những bài thơ tình quanh quẩn chẳng ai thèm đăng, cô viết những trang nhật ký u uẩn chỉ ba nhân vật, cô, Vĩ, Ngân, cô không dám đề nghị một sự lựa chọn thẳng thường ở Vĩ, sợ rồi Vĩ sẽ thẳng thường chọn Ngân khi bị dồn vào chân tường. Hồi ấy, tôi hay sang chơi với bà, phụ bà hái xoài, phú sữa, thông ống bán hay xách nước khi cúp điện là những công việc không bao giờ cô làm. Cô ngồi ở cái bàn gần cửa sổ có cây hồng xiêm thọ cành lá vào, vui thì ra chơi với hai bà cháu, buồn thì mở nhạc, ngồi viết nhật ký, thư từ, ai đụng đến cũng quọ quọ, bà bảo tính cô thất thường như ông, có điều ông không bê chơi, phù phiếm như cô. Bà bảo cô dễ tuổi thân, buồn bã nhưng uất quá đến nỗi không khóc được, mặt chỉ lì ra, u ám. Tôi đã từng chứng kiến và hoảng hồn trước bộ mặt khi cô đợi Vị trễ hẹn. Nó dữ tợn và tăng tốc, tôi kể lại, mẹ tôi bảo, mày chỉ khéo tưởng tượng. Bạn bè xá cô dần, những anh học trò nghèo hiền lành, những anh văn nghệ sĩ nửa mù đang say sưa với cái nghèo tài tử chật vật mình khi thấy cô đánh đổi tất cả để đến với Vĩ. Họ phân tích bằng cách này cách khác, xa hay gần, cho cô thấy rằng Vĩ chỉ là thằng Vĩ mà thôi, một thằng Vĩ ít nói vì không biết gì để nói, một thằng nhà giàu ích kỷ, chơi bời và tàn bạo. Mặc kệ, cô gọi những cái ấy là đàn ông, là amateur, cứ như vậy, giảng đường trở nên xa lạ đối với cô và Vĩ, cúp hộp liên miên, thi lại cũng liên miên, trong ngăn tủ lại thêm rất nhiều mẫu giấy kể từ mai phải học, phải, đúng không,
Rồi những tháng hè đến, cậu Vĩ thì biến đâu mất, cô Tư càng lầm lì bỏ cà phê, ca nhạc. Hàng ngày cô vẫn ngồi bên cái bàn cạnh cây hồng xiêm, học bài và viết những trang giấy nhỏ bé như bàn tay. Bà hỏi, còn chưa nghỉ hè à? Thi lại. Đây là chuyện cơm bữa, bà tôi cũng chẳng nói gì, lại nhờ tôi làm giúp các việc vặt để cho cô nấu sữa sôi kinh. Sinh nhật cô, không mưa sụt sùi, không nắng chói chang nhưng cũng chẳng ma nào đến ngoài hai bạn gái cùng lớp khệ nệ mang đến một bó hoa với vài cục xà bông. Cô tôi cắm hoa vào cái ly cũ không cần sửa sang, rồi đặt vào một góc bàn. Ngày ấy, tôi mang quà của bố mẹ tôi sang và nấu cho cô tôi nồi chè. Cô nằm trong màn không thức, không ngủ. Tôi hỏi, cô đi uống cà phê với cháu không? Cô bật dậy ngay. Đi ở nhà mệt quá. Tôi dẫn cô ra quán cà phê Phi Vân là nơi tôi hay uống. Cô ngơ ngáo nhìn đường mới, nhìn xe qua lại, không nói năng gì. Rồi cô hỏi, Hoàng, cháu có bồ chưa? Bạn thôi cô, tôi hạnh phúc và ngượng ngùng khi cô hỏi đến người của tôi. Cô hỏi, làm gì, có tốt không? Học cùng với cháu, hiền lắm, nông dân lắm, tốt lắm, cô câu mày. Nông dân lắm là sao? Là thật lắm, cháu đùa sao cũng tin thật. Cô cười một cái xanh xao, đôi mắt u ám chợt trở nên buồn và trong veo kỳ lạ. Tôi lịch sự hỏi lại, tối chú Vĩ mới đến hả cô? Cô xa xăm. Không, chẳng ai đến cả, cô giờ đây ít bạn lắm rồi. Ít bạn lắm rồi, có thế, vào cái ngày này tôi mới được ngồi với cô ở đây chứ. Bà tôi nhớ lại, trước khi chết vài ngày, cô tôi vui vẻ lại, đi uống cà phê, mua quà bánh, chở bà đi chơi lung tung, con thi xong hết rồi. Rồi như các tiểu thuyết vẫn có mà chẳng ai ngờ, cô xin đi Long Hải 2 ngày, chỉ ít ngày sau, bà tôi nhận xác cô từ một khách sạn ở Vũng Tàu. Không một cái thư tạ lỗi như người ta hay làm, không trách móc ai, bên cạnh cũng không có ảnh của ai, chữ của ai, chỉ có cô và vị thuốc trống rỗng. Bà tôi mặc cho cô cái áo màu rêu cô hay mặc, cái quần thùng thình cô hay diện đi chơi, chải cho cô cái đầu bụi đời, cô ước đã cho bà một đòn nặng. Cô đi không để lại lý do làm cho mọi người đâm áy náy, mọi người đều kiểm tra xem đã có chuyện gì để cho cô tôi, cái người hay hờn dỗi ấy, tuổi thân không. Đám tang cô không có chú Vĩ. Nghe đâu chú đi Quy Nhơn chưa về, ở ngoài ấy, tôi chỉ mong sao sống cũng phăng nó đi. 2 năm rồi, chẳng còn ai nhớ về cô rõ ràng nữa, ngoài bà, nếu biết điều này hẳn cô đã chẳng tự tử làm gì cho mất công, bố tôi kết luận. Con điên, điên như nó không chết trước cũng chết sau. Mẹ tôi bảo, chắc có gì với thằng Vĩ rồi. Có hay không, chẳng ai biết được. Nhật ký cô để lại không ghi cái gì cụ thể, chỉ thấy u ám, mưa hay nắng cũng u ám, đi chơi cũng u ám, đi học cũng u ám, cái gì cũng có vẻ như không lối thoát, đến nỗi độc xong, tôi có cảm giác, chết đi làng vừa. Với cái đầu tò mò và ấm ới, tôi tự làm một bản tổng kết và quy ra rằng cô tôi đã đổi tất cả để rồi Vĩ ta cao chạy xa bay, rằng cô đã không chịu nổi cảm giác ở lại thêm 1 năm học để bị bạn cười thương hại, mẹ tôi bảo. Vớ vẩn. Có đáng gì đâu, có đáng gì đâu. Đáng lắm chứ, tôi bám vào cánh cửa, ngoài vườn mưa như giông, nếu mẹ tôi hiểu, ở cái tuổi này người ta điên đến mức nào và cần có bạn bè để ăn ủi biết bao nhiêu, người ta lại thích trả thù nữa chứ. Khi chết, hẳn cô đã tưởng tượng ra mọi người khóc lóc, Vĩ hoảng sợ, hối hận, ôm lấy quan tài như muốn xuống mồ theo, thằng ôi, ngày đám tang cô, Vĩ ta tắm biển, vui lắm và nắng lắm.